Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu chỉ trích mạnh mẽ Israel tại một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái của ông Erdogan khiến Israel rút các nhà ngoại giao nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước hơn 1 triệu người biểu tình đang vẫy cờ Palestine, ông Erdogan cáo buộc chính phủ Israel hành xử như tội phạm chiến tranh và cố gắng diệt chủng người Palestine. Israel đã công khai phạm tội ác chiến tranh trong 22 ngày qua, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây thậm chí không thể kêu gọi Israel ngừng bắn, chứ đừng nói đến phản ứng với điều đó. Ông Erdogan nói, lưu ý rằng ông đang chuẩn bị cho cả thế giới thấy rằng Israel là tội phạm chiến tranh. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi các cường quốc phương Tây là thủ phạm chính đằng sau vụ thảm sát người Palestine ở Gaza, cho rằng phương Tây rơi nước mắt trước cái chết của dân thường ở Ukraine, nhưng làm ngơ trước cái chết của dân thường ở Gaza. Tất nhiên, mọi quốc gia đều có quyền tự vệ, nhưng công lý ở đâu trong trường hợp này? Không có công lý, chỉ là một vụ thảm sát tàn khốc xảy ra ở dải Gaza, ông Erdogan nhấn mạnh. Trong bài phát biểu kéo dài một giờ, ông Erdogan cũng lặp lại khẳng định rằng phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine không phải là một tổ chức khủng bố, đồng thời mô tả Israel là bên chiếm đóng. Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Israel thông báo đang rút các nhà ngoại giao Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước để đánh giá lại mối quan hệ với Ankara. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen viết trên X, tên gọi mới của Twitter, trước đây, lời lẽ leo thang từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã chỉ thị cho các đại diện ngoại giao đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước để đánh giá lại mối quan hệ Israel-Thổ Nhĩ Kỳ. Israel và Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ đồng ý tái bổ nhiệm các đại sứ vào năm ngoái. Theo Reuters, quyết định của Israel đã giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực non trẻ nhằm khôi phục quan hệ chính trị kinh tế giữa Israel, quốc gia Do Thái giáo và Thổ Nhĩ Kỳ, nước có đa số người theo Hồi giáo sau một thập niên quan hệ gần như đóng băng. Phát biểu tại một cuộc tập hợp ủng hộ Palestine mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói, chúng tôi sắp tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh, chúng tôi sẽ thông báo điều đó với cộng đồng quốc tế. Tổng thống Erdogan chỉ trích Israel là bên xâm lược, đồng thời nhấn mạnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas không phải là một tổ chức khủng bố. Bên cạnh đó, ông Erdogan còn nói rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cảnh đổ máu ở Gaza. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho phái Hamas ở Gaza. Phía Israel khi đó cũng đã lên tiếng phản đối gay gắt quan điểm của ông Erdogan. Israel coi Hamas là một tổ chức khủng bố và hiện nay, Israel từ chối thương lượng với tổ chức này. Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên cả đường bộ, đường không và đường biển, khiến nhiều thường dân ở Israel thiệt mạng. Các chiến binh cũng đã bắt cóc hơn 200 con tin từ lãnh thổ Israel. Hamas nói rằng con tin cùng với hơn 7.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích và pháo binh của Israel vào Gaza. Trong ngày 28 tháng 10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Quản lý Y tế dải Gaza, tính từ ngày 7 tháng 10, xung đột đã khiến khoảng 7.000 người trong khu vực tử vong, trong đó có khoảng 3.000 trẻ em. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công miền Bắc dải Gaza từ tối 27 đến sáng 28 tháng 10. Theo đó, lực lượng Israel đã tấn công hơn 150 đường hầm và hầm trú ẩn của Hamas, khiến mặt đất ở Gaza rung chuyển. Ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Ông Gallant nhấn mạnh lực lượng bộ binh đã tăng cường các hoạt động bên trong dải Gaza. Chúng tôi tấn công trên mặt đất và trong lòng đất, tấn công những thành viên Hamas ở mọi cấp độ, ở mọi nơi. Ông cũng cho hay cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cũng xác nhận lực lượng bộ binh của Israel đang ở bên trong dải Gaza. Cũng trong ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột Israel-Hamas đã bắt đầu. Ông Netanyahu nói mục tiêu của giai đoạn này là tiêu diệt Hamas, giải cứu các con tin, theo tờ The Times of Israel. Những người lính anh hùng của chúng ta có một mục tiêu, đó là tiêu diệt kẻ thù này và đảm bảo sự tồn tại của đất nước chúng ta, ông Netanyahu nói. Về vấn đề con tin, ông Netanyahu xác nhận ông đã nói chuyện với gia đình các con tin bị Hamas bắt. Trong cuộc gặp, ông đã hứa rằng ông sẽ đưa các con tin về nhà bằng mọi cách. Thủ tướng Israel cũng cho rằng cuộc xung đột này có thể sẽ kéo dài. Cuộc chiến ở dải Gaza sẽ còn kéo dài. Đây là cuộc chiến giành độc lập lần thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ cứu đất nước của mình,
theo ông Netanyahu. Mới đây, phát biểu tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại sứ Palestine, ông Riyad Mansour cho biết, tính từ ngày 7 tháng 10, khoảng 3.000 trẻ em tại dải Gaza đã thiệt mạng do xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine. Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, con số này chiếm gần nửa tổng số người chết vì chiến sự ở dải Gaza 3 tuần qua, khoảng 7.000 người. 3.000 trẻ em tại dải Gaza đã thiệt mạng, tức gần một nửa tổng số người thiệt mạng. Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại khi Israel tăng cường tấn công trên bộ vào dải Gaza. Trên thực tế, số trẻ em thương vong tại dải Gaza đang tăng lên từng ngày. Điều này dẫn đến những bi kịch khó có thể tưởng tượng được. Ngồi trong bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza, giữa những tiếng than khóc và tan tóc, cô Ahmed Abu Al-Shaba, 35 tuổi, đang viết tên mình lên cánh tay. Trả lời hãng Anadolu Agency, cô Al-Shaba nói, "Chúng tôi viết tên của mình lên tay và tên những đứa con mình lên tay chúng. Điều này có thể giúp nhận dạng thi thể của chúng tôi nếu máy bay Israel ném bom vào chúng tôi." Tại một bệnh viện khác, trên chiếc cán thép là ba thi thể trẻ em. Một ống quần của một thi thể bị kéo lên. Tại phần chân của thi thể, người ta có thể nhìn thấy dòng chữ viết bằng mực đen. Bác sĩ Abdul Rahman Al-Masri, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Al-Aqsa cho biết, "Chúng tôi tiếp nhận một số trường hợp cha mẹ viết tên con mình lên chân và bụng." Theo bác sĩ Masri, các bậc cha mẹ làm điều này vì họ lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra và họ có thể sẽ không nhận dạng được con mình. Điều này có nghĩa là họ cảm thấy mình có thể bị tấn công, bị thương hoặc tử vong bất cứ lúc nào, ông Masri nói. Theo đài CNN, vết mực đen là một trong nhiều dấu hiệu thể hiện nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của các bậc cha mẹ tại dải Gaza. Trong bối cảnh Israel tấn công khu vực này không ngừng nghỉ, người giám sát phòng vệ sinh thi thể ở bệnh viện Al-Aqsa cho biết, trong cuối tuần trước, ông đã tiếp nhận hơn 200 thi thể. Ông cũng nhìn thấy nhiều thi thể có viết tên mình lên da. Điều chúng tôi nhận thấy là nhiều phụ huynh viết tên con mình lên chân để có thể nhận dạng các em sau các cuộc không kích và nếu chúng bị lạc. Đây là một hiện tượng mới vừa bắt đầu ở Gaza, ông nói. Kể từ khi xung đột ở dải Gaza bùng nổ, hàng trăm trẻ em đã được tìm thấy trong các đống đổ nát do không kích. Nhiều cơ thể bị biến dạng đến mức không thể nhận dạng được. Nhiều đứa trẻ mất tích, nhiều đứa đến đây với hộp sọ bị vỡ và không thể nhận dạng được các em. Chỉ có chữ viết đó mới xác định được các em là ai, theo người giám sát phòng vệ sinh thi thể ở bệnh viện Al-Aqsa. Một số nhà hoạt động nhân đạo còn cho biết nhiều gia đình xin được ngủ cùng phòng tại bệnh viện vì họ muốn được sống chết có nhau. Cô Nasirayin Abutaha, một y tá cấp cứu tại bệnh viện Al-Shifa cho biết, tại bệnh viện Al-Shifa, nhân viên y tế cũng đã bắt đầu viết tên lên tay và chân của những đứa trẻ. Có rất nhiều người sắp chết nên chúng tôi viết tên để gia đình họ biết. Khi khuôn mặt của đứa trẻ không còn nguyên vẹn, chúng tôi không cho các gia đình nhìn mặt các em. Thật đáng thương, cô Abutaha nói. Tại dải Gaza, các nhân viên y tế phải xử lý hàng trăm vết thương mỗi ngày, trong đó có nhiều trẻ em. Nhiều nhân viên y tế còn phải thực hiện vai trò của chuyên gia tâm lý. Bé Gina Alabashli bị thương sau một cuộc tấn công của lực lượng Israel. Bé được đưa đến bệnh viện Nasir ở thành phố Khan Yunis. Tại đây, các bác sĩ Akram Alauyuni phải thì thầm những lời trấn an bé khi bé không ngừng khóc, mặt thì dính đầy bụi. Bác sĩ Alauyuni nói với Alabashli rằng em ấy ổn, đừng sợ và em ấy sẽ sớm về nhà. Sau đó, bác sĩ Akram Alauyuni lấy một chiếc găng tay cao su, thổi nó lên như một quả bóng bay rồi đưa cho Alabashli. Vết thương của Alabashli không nặng, nhưng tình trạng tâm lý của cô bé rất tệ, bác sĩ Alauyuni nói. Theo ông Jocelyn Lee, giám đốc tổ chức Save the Children tại dải Gaza, cơ thể trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của vũ khí nổ. Cơ thể của trẻ em bị lực của vũ khí nổ ném mạnh hơn và xa hơn. Xương của các em bị tổn thương nhiều hơn, làm tăng nguy cơ bị biến dạng lâu dài và có rất ít khả năng phục hồi, ông Lee nói. Tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, bác sĩ Ghassan Abushita ước tính gần một nửa số người bị thương là trẻ em. Bác sĩ Ghassan Abushita cho biết hầu hết vết thương của các em là bị tổn thương mô hoặc bị bỏng. Y tá Abutaha làm việc tại bộ phận cấp cứu bệnh viện Al-Shifa nói rằng đôi khi chúng tôi không có thời gian để an ủi hoặc trấn an các em. Chúng tôi cần điều trị cho càng nhiều người càng tốt, càng nhanh càng tốt. Một sự việc cực kỳ đau lòng xảy ra tuần qua tại một khu dân cư bị phá hủy ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza. Tại đây, một nhóm người đào bới đống đổ nát đã tìm thấy hai bàn tay. Đó là thi thể của bé Sheila Hamdan, 11 tuổi. Khi họ nhấc thi thể của Hamdan ra khỏi những khối xi măng, họ tìm thấy em gái cô bé, Bettila, 9 tuổi, nằm bên dưới xác Sheila. Theo các quan chức y tế địa phương, hai chị em nhà Hamdan thiệt mạng vào tối 24 tháng 10 sau một vụ đánh bom phá hủy khoảng 15 ngôi nhà trong khu vực, khiến ít nhất 37 người chết.
lực lượng cứu hộ quấn thi thể hai cô bé bằng những tấm khăn trải giường có in hoa. Sau đó, thi thể hai chị em được đưa đến nhà xác. Theo đài NBC News, cái chết của hai chị em nhà Hamdan phản ánh rõ ràng nhất hậu quả nặng nề mà xung đột đang gây ra cho người dân dải Gaza. Trẻ em chiếm khoảng một nửa trong số gần 2,3 triệu người ở dải Gaza. Theo báo cáo của tổ chức Save the Children, vào năm 2022, 4 trong số 5 trẻ em ở Gaza đã phải sống trong trầm cảm, sợ hãi và đau khổ. Nhiều em đã có ý định tự tử. Tình hình ở dải Gaza vừa là vết nhơ ngày càng lớn đối với lương tâm chung của chúng ta. Hầu hết trẻ em ở dải Gaza phải đối mặt với những sự việc đau buồn sâu sắc. Theo bà Adele Kaur, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!